Muốn mua MacBook mới, đừng mua MacBook Pro M1 ở thời điểm này. Chúng ta đang có nhiều lựa chọn hơn thế. MacBook Air M1 Pro 2021, thậm chí là Air M2 sắp ra mắt, đều hợp lý hơn việc sở hữu Pro M1. Nói mọi người không nên mua MacBook Pro M1, nhưng mà chỉ nói suông vậy thôi thì có vẻ là không xác thực lắm đúng không? Chính vì thế ngày hôm nay hãy cùng chúng mình đưa ra một vài phép so sánh trong cái video này và để xem liệu bạn có thực sự cần một chiếc MacBook Pro M1 hay không nhé. Về màn hình, Pro M1 không thực sự khác biệt với độ sáng lớn hơn 100 nits. Độ làm mờ hay tỷ lệ màn hình thì tương đương. Về cơ bản, khi sử dụng thì chúng ta cũng không thấy được cái sự khác biệt này đâu. Với thiết kế loa và cổng kết nối, cả hai đều có hai cổng Type-C, một jack 3.5mm. Về trải nghiệm âm thanh, mình cảm thấy nó tương đồng và không rõ rệt sự khác biệt ngay cả khi đặt hai máy ở bên cạnh nhau. Với người dùng phổ thông, nếu lựa chọn Pro M1 bản Base sẽ không có nhiều nổi bật ở hiệu năng. M1 có GPU 7 core, Pro M1 là 8 core, chỉ chênh lệch với nhau một nhân mà thôi. Nếu bạn là người dùng cơ bản cũng không thể cảm nhận được sự chênh lệch nào cả. MacBook Pro M1 có quạt tản nhiệt, nhưng nó không phải là phần quan trọng khi Apple Silicon đã được tối ưu rất tốt và quạt của chúng ta hầu như không cần sử dụng đến. Vậy nên, việc trên MacBook Air không có quạt thì nó cũng vậy mà thôi. Từ một chiếc MacBook Pro với thanh Touch Bar sành điệu, nay MacBook Pro 13 inch đã trở thành cổ vật khi là chiếc MacBook Pro cuối cùng sở hữu Touch Bar. Cuối cùng, các phần khác ví dụ như là bàn phím Touch ID trên MacBook Pro M1 đều giống hệt với trên Mac Air M1. Mình nghĩ rằng việc lựa chọn Air M1 sẽ hợp lý hơn bởi cùng với số tiền bạn bỏ ra để sở hữu Pro bản Base 8GB thì bạn đã có thể nâng cấp lên Air 16GB và điều đó thì giúp chúng ta không còn cái nỗi lo đầy RAM này và cũng không còn lo lắng là nó sẽ swap nhiều lên cái SSD của mình nữa. Nếu so sánh MacBook Air và MacBook Pro bản Base dành cho người dùng cơ bản thì MacBook Pro 2020 và Pro 2021 lại là một phép so sánh có nhiều chênh lệch dành cho người dùng chuyên nghiệp. MacBook Pro M1 2020 với cấu hình 16GB và 512GB SSD có giá là 1.699 đô. Còn trên phiên bản MacBook Pro 2021, chúng ta cũng có 16GB và 512GB SSD và có mức giá là 1.999 đô. Cả hai chiếc máy chỉ có chênh lệch 300 đô để đổi lấy quá nhiều nâng cấp xịn hơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một màn hình sáng hơn. 500 nits trên Pro M1 2020 với cái tấm màn Retina quả thực sự là đáng khen khi nó đứng một mình. Nhưng nó thực sự thua thiệt cho cái màn hình mini LED với độ sáng lên đến 1600 nits của Pro 2021. Và cái màn Retina này của chúng ta thì nó cũng khá là lâu đời rồi. Còn màn hình mới của Pro 2021 lại có độ tương phản tốt hơn, chi tiết hơn, đẹp và cao cấp hơn hẳn. Về thiết kế loa và cổng kết nối, có thể nói rằng ở hạng mục này, Pro 2020 thua triệt để khi Pro 2021 có đầy đủ các cổng kết nối và còn có cả sạc Massive 3, cổng HDMI, có đến 3 cổng Type-C, nhiều hơn hẳn 2 cổng Type-C ở trên MacBook Pro M1. Nếu như jack tai nghe trên phiên bản 2020 chỉ là một jack tai nghe cơ bản, thì ở trên phiên bản MacBook Pro 2021, jack tai nghe này đã có thể nâng cao trở kháng và trở nên ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, âm thanh Hi-Fi 6 loa mới của MacBook Pro 2021 nổi bật hơn hẳn và còn được trang bị thêm cái micro chất lượng phòng thu và camera 1080p để có thể gọi FaceTime hay là ghi video rõ ràng hơn. Về hiệu năng, năm nay Apple cho ra mắt một chiếc laptop với cấu hình cao đem đến hiệu suất vượt trội. Chúng ta sẽ có con chip mới M1 Pro hoặc là M1 Max tùy chọn, GPU, CPU 10 lõi và khả năng xử lý hình ảnh mới với các ứng dụng đồ họa thiết kế. Không chỉ có những nâng cấp lớn, chúng ta còn có thêm trackpad mượt hơn, bàn phím không có touch bar và một cái thiết kế mới dày dặn chắc chắn hơn. Nếu bạn đang dùng MacBook Pro M1 với cái phiên bản option cao nhất thì có lẽ là bạn không nhất thiết phải thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn chưa sở hữu thì MacBook Pro 2021 có lẽ là lựa chọn hợp lý hơn. MacBook Pro sẽ chỉ phù hợp với những ai yêu thích cái chữ Pro này hoặc là những ai yêu thích cái Touch Bar, hoặc đơn giản là họ đã xác định sẵn số tiền mình bỏ ra là chừng đó và mình sẽ sở hữu phiên bản này. Bạn nên update lên phiên bản Pro 2021 nếu là người dùng chuyên nghiệp, bởi chúng ta đang có quá nhiều nâng cấp đáng giá mà chỉ có chênh lệch 300 đô mà thôi. Còn lựa chọn và đánh giá của bạn là gì? Đừng quên hãy để lại comment bên dưới nhé. Và nếu như nội dung này hữu ích, đừng quên để lại một like và một subscribe để lấy làm động lực cho chúng mình nhé. Rồi và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.